Ok, vậy thì giả sử là sau khi chúng ta đã đi nghiên cứu thị trường và chúng ta đã tìm ra được ở trong cái thị trường đó chúng ta có bao nhiêu cái phân khúc tiềm năng, thì ở bước này chúng ta sẽ phải đưa ra một quyết định rất quan trọng, đó là lựa chọn cho doanh nghiệp một cái thị trường mục tiêu. Nói cách khác là lựa chọn một cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp sẽ phục vụ. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai bước nhỏ. Đầu tiên đó là bạn sẽ phải đi so sánh doanh nghiệp và đối thủ để tìm ra một cái lợi thế cạnh tranh. Đây chính là bước này. Thứ hai đó là bạn sẽ phải lựa chọn cho mình một cái chiến lược công ty để bạn thâm nhập vào phân khúc đó sao cho có lợi thế. Thì chúng ta sẽ đi vào cái bước đầu tiên, đó là so sánh giữa doanh nghiệp và đối thủ để tìm ra cái lợi thế cạnh tranh. Thì đầu tiên bạn hãy hiểu đối thủ, điều đơn giản là người cùng phân khúc của bạn, cùng đối tượng khách hàng và cùng bán một loại sản phẩm dịch vụ. Giả sử nhá, bạn có 20 phân khúc đấy nhá, thì ở mỗi một phân khúc ấy, bạn sẽ có 8 câu hỏi để đi so sánh doanh nghiệp và đối thủ. Nhờ vậy bạn sẽ tìm ra cho doanh nghiệp một cái phân khúc mà trong đó mà chúng ta có một cái lợi thế cạnh tranh so với đối thủ của mình. Thì đầu tiên đó là câu hỏi về sản phẩm, bạn sẽ đi tìm hiểu là sản phẩm đối thủ có gì nổi trội khác biệt không. Thứ hai đó là về dịch vụ, đó là tìm kiếm xem là cái thái độ phục vụ của đối thủ với khách hàng đang ra sao. Tiếp theo là về giá, thì khả năng chi trả của khách hàng so với mức giá mà đối thủ đang bán nó có chênh lệch quá nhiều không. Tiếp theo đó là hệ thống kênh phân phối, thì bạn đi tìm kiếm xem là hệ thống phân phối của đối thủ có tiện lợi hay không. Tiếp theo đó truyền thông, thì bạn sẽ phải nghiên cứu những cái chương trình truyền thông mà đối thủ đã làm để xem là đối thủ có truyền đủ thông tin đến khách hàng hay không. Thứ sáu đó về thương hiệu, bạn đi tìm hiểu xem là khách hàng đang cảm nhận gì về thương hiệu đó. Thứ bảy đó về định vị, là bạn đi tìm hiểu doanh nghiệp đó đã chiếm lĩnh được cái keywords nào ở trong cái tâm trí của khách hàng. Và cuối cùng đó là thị phần, thì là cái doanh nghiệp của đối thủ ấy đang chiếm lĩnh bao nhiêu thị phần. Ok, thì có một cái tip nhỏ ở đây để bạn có thể làm bước này dễ hơn, đó là bạn kể ra một cái bảng như này: đối thủ 1, đối thủ 2, đối thủ 3, đối thủ 4. Tiếp theo là 8 câu hỏi ở đây, thì bạn sẽ chấm điểm nó tương ứng với cái việc đó là 1 điểm là yếu, 2 điểm là trung bình, 3 điểm là khá và 4 điểm là xuất sắc. Và sau đó bạn sẽ điền tất cả những số điểm này vào cái bảng này. Và bạn hãy nhớ, không quan trọng là nó đúng chính xác 100%, mà vấn đề là bạn có một con số để bạn đưa ra quyết định. Chưa dừng lại ở đó, thì sau khi bạn đã so sánh giữa bạn và đối thủ để biết mình có được cái lợi thế cạnh tranh gì ở trong từng phân khúc rồi, thì cái việc quan trọng hơn là bạn sẽ phải chọn cho công ty của bạn một cái chiến lược để thâm nhập vào phân khúc đó dễ dàng nhất. Nói cách khác thì bạn sẽ đi trả lời câu hỏi là tại sao bạn lại chọn cái phân khúc đó. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt một vài những cái định nghĩa liên quan, đó là sự khác biệt giữa chiến lược công ty và chiến lược định vị thương hiệu. Thì đầu tiên đó là chiến lược công ty, đó là nó dành cho công ty và công ty phải có cái năng lực đó thực sự. Còn chiến lược định vị thương hiệu là dành cho khách hàng và ở trong cảm nhận khách hàng. Đôi khi không thực sự, công ty không thực sự mạnh ở đó nhưng vẫn định vị ở đó bởi vì chúng ta muốn khách hàng cảm nhận ở điểm đó. Ok, nói cách khác thì ở đây cái sự khác biệt lớn nhất giữa chiến lược công ty và chiến lược định vị thương hiệu đó là công ty thì chúng ta phải có thế mạnh thực sự ở đó và nó hoàn toàn là dành cho chúng ta, dành cho doanh nghiệp. Còn đối với thương hiệu, chiến lược định vị thương hiệu thì đôi khi chúng ta không cần thực sự mạnh ở đó, mà quan trọng là khách hàng phải cảm nhận đó là cái thế mạnh của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ đi sâu vào một vài cái ví dụ cũng như là cái cách để chúng ta chọn cái chiến lược công ty thì bạn sẽ dễ dàng hiểu hơn. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng gọi là bảng cảm nhận, bảng giá trị mà khách hàng cảm nhận ở trong thực tế. Cái bảng này ở cái cột kia là cột sản phẩm, đây là cột giá. Thì cái bảng này thì được định nghĩa là mỗi một khách hàng nào đó khi mà họ mua bất kỳ một cái sản phẩm dịch vụ nào thì họ luôn luôn có một cái suy nghĩ trong đầu là liệu cái giá họ bỏ ra có tương xứng với lại cái giá trị họ nhận được hay không. Thì xuất phát từ điều đấy thì bảng này mới được hình thành. Thì ở cái cột, ở cái hàng ngang là giá thì có 3 mức là thấp, trung bình và cao. Tương tự sản phẩm cũng vậy, sản phẩm thấp, trung bình và cao. Thì những cái dấu ích ấy là những cái vùng mà khách hàng khó có thể cảm nhận được cái giá trị. Còn những cái dấu sọc là những cái vùng mà chúng ta, doanh nghiệp chúng ta có thể nhảy vào đó để giúp khách hàng cảm nhận được cái giá trị mà chúng ta mang đến khi mà bán cái sản phẩm. Đầu tiên đó là vùng sản phẩm dịch vụ thấp nhưng giá cũng thấp thì là giá thấp.
thứ hai đó là sản phẩm dịch vụ trung bình và giá thấp, thứ ba đó là sản phẩm dịch vụ cao nhưng giá thấp, thứ tư đó là vùng này là vùng sản phẩm dịch vụ cao nhưng giá trung bình, và cuối cùng đó là sản phẩm dịch vụ cao nhưng là giá cũng là cao. Thì một cái ví dụ nhá, ví dụ để các bạn là dễ hiểu nhá, thì giả sử đi trong một cái thị trường bạn thấy cái đối thủ của bạn ấy, sau khi đi nghiên cứu bạn thấy cái đối thủ của bạn bán sản phẩm với mức giá là trung bình nhưng chất lượng cao, thì có nghĩa là mức giá của họ là trung bình nhưng chất lượng cao, thì là ở cái vùng thứ tư này. Ok, thì cái bạn chọn chiến lược công ty ấy, thì có nghĩa là bạn sẽ đi trả lời câu hỏi ok tại sao mà doanh nghiệp đối thủ họ đang ở trong vùng này mà chúng ta lại vẫn nhảy vào chọn vùng này. Bởi vì sau khi có thể là bạn đi tìm kiếm cái lợi thế cạnh tranh thì bạn nhận thấy rằng khi mà nhảy vào vùng này thì chúng ta có được một cái lợi thế là làm được cái sản phẩm chất lượng cao đối thủ nhưng lại với giá thấp hơn, thì bạn quyết định là bạn nhảy vào đó, thì người ta gọi đó là chiến lược cạnh tranh chi phí thấp nhưng trong phân khúc các khách hàng cao. Ok, như vậy nếu mà doanh nghiệp theo cái chiến lược cạnh tranh chi phí thấp này ấy, thì doanh nghiệp sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh là giá sản phẩm sẽ rẻ hơn so với đối thủ nhưng vẫn bán được với mức giá là ngang bằng đối thủ. Ok, thì theo cái chiến lược cạnh tranh của Michael Porter thì nó có ba cái chiến lược, là chiến lược chi phí thấp này, khác biệt hóa và tập trung. Thì đương nhiên là trong khóa học này thì mình sẽ không thể nào chi tiết được, mà có thể là các bạn sẽ phải sang khóa quản trị marketing của thầy Thùy Nguyên để hiểu rõ hơn về ba cái chiến lược này. Ok, thì đó, sau khi mà bạn đã dựa vào đây, bạn sẽ biết được là ok doanh nghiệp sẽ chọn nhảy vào cái vị thế nào ở cái vùng nào trong thị trường đó, thì lúc này mới là lúc bạn đi chọn lựa cái định vị thương hiệu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn đã quyết định bạn nhảy vào phân khúc nào thì đồng nghĩa với việc bạn đã quyết định bạn nhảy vào phân khúc khách hàng cao, trung bình hay là thấp. Bạn thấy không ạ?